sạch tháng Đức Bà. Ngày 25, việc thứ ba người ta quen làm để tôn sùng Đức Mẹ là mừng các ngày lễ của người. Giáo hội đã lập nhiều lễ để kính Mẹ hơn các thánh khác, vì Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, là nữ vương trên trời dưới đất, có quyền thế và cao trọng hơn các thánh khác. Giáo hội biết Đức Mẹ có quyền thế và hãy bao chữa cho người ta trước mặt Thiên Chúa, nên đã lập nhiều lễ để người ta có dịp chạy đến Đức Mẹ xin người ban ơn. Vua Chúa thế gian thường hay ân xá cho dân sự, phóng thích tù nhân trong những ngày lễ, ngày kỷ niệm. Đức Mẹ cũng vậy, người rộng tay ban phát nhiều ơn cho những ai cầu xin người trong những ngày lễ kính người. Các thánh khác còn ban ơn cách riêng cho những người cầu xin các thánh trong những ngày lễ của mình. Thánh Teresa nói: năm nào lễ thánh Giuse, tôi cũng được người ban cho tôi những ơn tôi cầu xin cùng người. Ngày lễ Đức Mẹ lên trời, các linh hồn ở luyện ngục còn được Đức Mẹ thương xót cứu vớt. Phương chi ta còn ở thế gian là nơi chiến trường đầy nguy hiểm, đáng Đức Mẹ thương xót hơn. Nhưng muốn Đức Mẹ ban ơn cách riêng trong những ngày ấy, ta phải mừng lễ người cho sốt sắng. Muốn vậy, 2-3 ngày trước lễ, ta phải dọn linh hồn xứng đáng, làm ít nhiều việc lành kết thành bó hoa tươi, dâng cho người những ngày lễ. Có nhiều người nhân đức có thói quen ăn chay ngày trước lễ. Chính ngày lễ ta phải đi xưng tội, dâng lễ, rước lễ, nhất là dùng ngày ấy để dâng mình cho Đức Mẹ và làm nhiều việc lành khác dâng cho người. Lạy Mẹ rất thánh, chúng con đã bỏ quá nhiều lễ, hoặc chẳng mừng lễ cho sốt sắng những ngày lễ Đức Mẹ. Chúng con đã bỏ những dịp thuận tiện để cầu xin Đức Mẹ. Từ nay chúng con sẽ hết sức mừng những ngày lễ Đức Mẹ sốt sắng. Mong Đức Mẹ đổ ơn xuống cho chúng con phần hồn phần xác. Thánh Tích, xưa nay không có nơi nào người ta mừng lễ Đức Mẹ trọng thể cho bằng ở Lộ Đức, nhất là những ngày lễ trọng như lễ Đức Mẹ Vô Nhiệm, lễ truyền tin, lễ sinh nhật Đức Mẹ, lễ Đức Mẹ lên trời, lễ mẫn côi. 3-4 ngày trước lễ, người bốn phương đã lũ lượt kéo đến Lộ Đức như nước chảy. Những bệnh nhân đủ thứ đã được chờ đến mấy ngày trước. Trước hết, họ đến quỳ cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ trên cửa hàng, chỗ Đức Mẹ hiện ra. Có những bà nhìn thấy Đức Mẹ đẹp đẽ nhân từ,
quá cảm động rớt nước mắt. Họ cầu nguyện một hồi lâu, rồi đi uống nước suối Đức Mẹ. Người ta kéo lên núi viếng nhà thờ Mẫn Côi, là hai thánh đường nguy nga nhất. Họ đọc kinh cầu nguyện, xưng tội, chầu thánh thể ở đây. Trước cửa hang đá thì không lúc nào ngớt người đến quỳ lần hạt. Họ vui thích lần hạt ở trước hang đá, có khi đôi 3.000 người một trận. Người ta lần hạt suốt ngày suốt đêm, chiều hôm trước lễ người ta rước tượng Đức Mẹ quanh sườn núi. Đèn nến sáng rực như ban ngày, chính ngày lễ các thầy cả kệ tiếp nhau làm lễ. Từ sáng sớm cho đến non trưa mới xong, có tới mấy vạn người rước lễ. Nửa buổi có lễ trong, sáu lễ tiếp theo cuộc rước thánh thể quanh nhà thờ. Người ta đã khiêng sẵn những bệnh nhân nằm lá liệt hai bên đường Chúa sắp đi qua. Thánh thể Chúa đi qua, họ kêu lên: lạy Chúa Giêsu, con vua David, xin thương chúng tôi cùng. Nếu Chúa muốn thì chúng tôi được khỏi. Nhưng bệnh nhân kiệt sức, không kêu được thì người khác kêu giúp. Lạy Chúa, người Chúa yêu nằm liệt đây, xin Chúa chữa họ. Cảnh tượng thật cảm động, chẳng khác gì cảnh tượng Chúa con ở thế gian. Trên đất Palestine, thánh thể vừa đi qua, bệnh nhân được khỏe lại, chạy theo tung hô Chúa. Nhưng người theo rước thấy Chúa làm phép lạ to tường, thì dâng lời đồng thánh ca ngợi quyền thế và lòng từ ái Chúa. Chiều đến, người ta lại đến nhà thờ đọc kinh, lân hàn, nghe giảng và rước tượng Đức Mẹ quanh sườn núi trong thể hơn hôm trước. Sau cuộc rước tượng, có nhiều người ở lại đọc kinh suốt đêm đến sáng hôm sau lễ đoàn mới ra về. Những người đi mừng lễ ở lộ Đức về đều nói không nơi nào mừng lễ Đức Mẹ sốn sắng trong thể bằng ở đây. Người ta được xem thấy nơi Đức Mẹ hiện ra, suối nước của Đức Mẹ, và nhất là được mục kính những phép là Đức Mẹ chữa các bệnh nhân, thì thêm lòng tin cậy và mến yêu Đức Mẹ. Những người mừng lễ Đức Mẹ sốn sắng như thế chắc sẽ được người ban nhiều ơn ở đời này và đời sau trên thiên đàng.